Đấy, quý vị thấy không? Bên trong kia xe máy chạy trong đấy nhá. Rồi xe 4 bánh cũng chạy trong đấy nhá. Ở ngoài này xe 2 bánh cũng chạy mà xe 4 bánh cũng chạy. Chả biết đâu mà mò. Rõ ràng là ở đầu đường là thấy có bảng cấm rồi. Vẫn cứ chạy vào làm sao không hiểu nổi. Thôi chạy luôn. Rồi, thôi chết rồi. Ở kia bắt rồi. Ê. Vòng vào thôi. Được ra. Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nhá. Hiện giờ Phúc đang có mặt tại đường Điện Biên Phủ, Sài Gòn quý vị. Phúc đang tìm cái chỗ để qua đường, quay ngược lại, đi về Biên Hòa. Đây, Phúc sẽ ra ngoài này đi. Sẽ ra ngoài này, qua đường, quay đầu ngược lại. Này không có chỗ qua đường. Khúc trên mới có chỗ qua đường. Chúng ta đang ở đường Điện Biên Phủ quý vị nhé. Đây xuống cái cầu. Tới gầm cầu chúng ta sẽ quay đầu ngược lại. Từ cầu Sài Gòn đi vào Điện Biên Phủ, chúng ta phải đi đến đúng cái vòng xoay chỗ này mới quay đầu được quý vị. Đây là đoạn rất là xa chứ không có chỗ nào quay đầu hết. Đây, giờ tôi sẽ quay đầu ngoài chỗ này. Đây quý vị, quay đầu đây chúng ta sẽ quay về Biên Hòa thôi quý vị ơi. Ok, let's go. Hai lúa lại tiếp tục hành trình đi về Biên Hòa thôi quý vị ơi. Đi vào Sài Gòn sợ bị lạc quá, không dám đi, cho nên là phải quay lại thôi. Hẹn quý vị vào một cái dịp khác. Vui sẽ làm những cái tour khác lang thang biên lang thang Sài Gòn, quay quý vị xem. Hôm nay có công chuyện lên trên này cho nên là làm một cái tour ngắn như vậy thôi, chia sẻ quý vị. Chúng ta đang ở đường đi Biên Phủ vậy ha, theo cái hướng là từ Sài Gòn đi về Biên Hòa. Chạy trong này. Hai lúa là nên chạy ở bên trong, không nên chạy ở bên ngoài. Chạy bên ngoài lạng quạng là ăn đòn ngay. Chúng ta ra đây để chúng ta lên cầu Sài Gòn quý vị. Đường xá ở đây bây giờ nó lạ quá. Nó đi lung tung hết.
Rồi chúng ta cứ thẳng đường này lên cầu Sài Gòn quý vị nhá. Thẳng đường này lên cầu Sài Gòn về Biên Hòa. Ra xa lộ Biên Hòa quý vị ha. Thực ra cây cầu này là cây cầu mới quý vị. Cây cầu này cây cầu mới cho nên là người ta đặt tên là cầu Sài Gòn 2. Có nghĩa là hồi xưa cây cầu Sài Gòn cũ á, nó đã quá già rồi, có tuổi đời rất là lâu, và cái sức chịu đựng của nó không có được như ngày xưa nữa. Cho nên là người ta làm thêm một cây cầu nữa nằm song song với cây cầu cũ, và người ta lấy cây cầu cũ để người ta làm một cái chiều đi ngược lại ha. Cho nên là cái làn đường, quý vị thấy cái làn đường nó mới rộng như thế này. Cho thực chất ra hồi xưa đó, cái làn đường xe máy nó rất là nhỏ. Cái làn đường xe máy nó chỉ tầm khoảng có 2 mét thôi, nó rất là nhỏ. Còn bây giờ người ta lấy nguyên cái cây cầu cũ, người ta chia làm đôi. Ngày xưa một cây cầu là nó có 4 làn đường, còn bây giờ là người ta chỉ làm có 2 làn đường thôi, cho nên là nó rất là rộng. Đây, chúng ta vừa vượt qua cây cầu Sài Gòn, chúng ta ra xa lộ Biên Hòa, chúng ta về Biên Hòa City quý vị nhá. Sài Gòn đông xe quá quý vị ơi, quá đông xe luôn. Ngay chỗ này là chúng ta đi vào quận 2 này quý vị. Ngay khúc chỗ này là chúng ta đi vào bên trong quận 2 này. Quận 2 bây giờ là một cái vùng đất rất là màu mỡ, cũng như là phát triển cực kỳ mạnh ở Sài Gòn luôn. Rất là nhiều đại gia người ta về đây, người ta mua nhà, mua đất ở trong đó để người ta sinh sống. Nó cũng nổi lên mạnh mẽ giống như là quận 7 ngày xưa quý vị. Quý vị thấy này, đây có cái hàng cây xanh mát không? Đó, hàng cây xanh lề đường này, cực kỳ mát luôn. Bảo hiểm xe máy gì đâu mà có 10.000 này. Bảo hiểm xe máy mà có 10.000, không biết là bảo hiểm cái gì nữa, không biết nữa. Đấy, một năm luôn có 10.000 nè quý vị. Này quý vị nhìn này, bảo hiểm xe máy có 10.000. Lần đầu tiên trong đời luôn đó quý vị. Quý vị nhìn này, thật sự là lần đầu tiên trong đời luôn. Em mới nhìn thấy bảo hiểm xe máy mà có 10.000 đồng. Trời ơi, tin được không? Mua mấy chục ngàn là đã thấy rẻ lắm rồi, mà đây có 10.000 nữa, quá xá luôn. Bảo hiểm mà có 10.000 chắc mua 10 năm luôn các vị. Mua bảo hiểm mua lần mua 10 năm luôn, hết có 100.000 tha hồ chạy. Quá rẻ luôn.
cái hướng bên này nó có vẻ như là nó đỡ đông hơn cái hướng bên kia, bởi vì cái hướng bên này là cái hướng đi ra, mà cái giờ này nó chưa phải là cái giờ cao điểm để đi ra, bây giờ là đang là cái giờ cao điểm để đi vô. Đến lát nữa cái tầm khoảng cỡ 11, 12 giờ quý vị, 11, 12 giờ bắt đầu là kéo dài đến 5 giờ chiều luôn, là bắt đầu là ở trong Sài Gòn nó bắt đầu là đi ra, nhất là xe Bắc Nam quý vị, bắt đầu đi ra là kẹt cứng đó, hướng này đi ra nè. Building nhiều quá, building nhiều quá nhìn chóng mặt luôn. Chỗ này nó có rất là nhiều những cái ngã đường nó chia đi lung tung, à, chạy không để ý là đến lát nữa đi lộn xộn luôn, khỏi về Biên Hòa luôn. Về Biên Hòa thì chúng ta cứ đi một đường thẳng thôi quý vị ha, chỉ một đường thẳng thôi, không có rẽ đâu hết. Ở bên phía này có cái chùa đẹp lắm này quý vị, chùa to cực kỳ to luôn. À, khi nào có dịp Phú sẽ vào trong này, Phú quay cái chùa này cho quý vị xem, chùa đẹp lắm. Chùa này mà có cái máy bay ấy, quay từ trên quay xuống rất là đẹp, tại vì như những YouTuber khác á, khi mà người ta đi quay này là người ta có đội có nhóm, người ta sẽ đi một lần là hai ba người, thì người thì quay máy, người thì quay máy bay, nó khỏe. Còn Phú chỉ có một mình thôi cho nên là không có làm hết được quý vị. Hướng đường này quý vị sẽ ra phà Cát Lái vậy nhé, ra phà Cát Lái, ra phà Cát Lái rồi đi ra Vũng Tàu luôn. Đấy, cái chỗ này là đường này chia ra hai ba đường này, đi lằng nhằng là khỏi về Biên Hòa luôn. Đấy, ta cứ đi thẳng thôi, cứ đường thẳng mà tiến thôi, chờ đèn đỏ quý vị, đứng đây cho mát. Đường xa nó có rất là nhiều làn đường cho nên là phải đi đúng làn, không đi đúng là ăn đòn ngay. Hai lúa lên tỉnh lạng quạng là ăn đòn ngay các vị. Đây chúng ta lên cầu Rạch Chiếc.
Cây cầu này rất là vắng, chạy rất là sướng. Cây cầu này hình như là về sau này người ta mới làm quý vị ơi, chứ còn hồi trước em nhớ là không có cái cầu này thì phải. Rất là lạ, lâu không đi rất là lạ. Cái này là đến đây cảng à, cái này cảng nào đấy không biết nữa. Cảng nào container không nè. Nắng cháy người luôn quý vị ơi. Bây giờ trời rất là nắng nóng. Tâm cảng Phước Long. Cảng này là cảng Phước Long. Tới khu vực chỗ này là đường xá nó dễ đi rồi quý vị. Nó không có bị lằng ngoằng nữa. Tới này thì nó chỉ có đường thẳng thôi. Còn cái khúc lúc nãy ở ngay chỗ quận 2 ấy là đường nó lung tung hết. Đi mà không để ý là lát nó đi lằng nhằng khỏi về Biên Hòa luôn. Đi ở lạc luôn. Gặp ngay con Vi là khỏi về luôn. Chỗ này quý vị nhìn này, trạm thu phí quá trời luôn. Cái chỗ này là sắp sửa đi đến ngã tư, đi vào bên trong Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, quận 2, Thủ Đức. Chúng ta chạy thẳng cái đường này luôn quý vị nhé. Chạy thẳng đường này luôn. Ngã tư. Đường xá ở đây rất là đẹp. Không có bị ổ gà ổ voi hết. Từ Sài Gòn mà đi về Biên Hòa, cái đoạn đường mà xấu nhất là chỉ ngay dốc Thiên Thu thôi quý vị. Chỗ đấy đường rất là xấu, toàn ổ gà ổ voi không à. Chạy xe mà giống như là đang phi ngựa. Đoạn đường ở đây rất là đẹp. Cây xanh mát. Đi qua chỗ này rất là dễ chịu quý vị. Mọi người có thể đứng nghỉ ngơi chút xíu. Ok, mát mẻ. Cái đường chỗ này là bây giờ nó mới làm lại quý vị.
Hồi xưa em nhớ là xe máy á, phải chạy vào bên trong cái đường bên trong, đường nhỏ lắm. Giờ mới làm lại cái đường này cho xe máy được phép chạy ra ngoài này luôn. À, người ta giải tỏa sâu vào bên trong. À, hồi trước là nhà người dân nó ra tới gần bên ngoài này, giải tỏa rất là nhiều. Đây, đến cái ngã tư này, cái ngã tư này mới là cái ngã tư đi vào bên trong Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây trong đây này. Rồi đi vào quận 2. Đây quý vị, đây là ngã tư này, đi vào bên trong Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây trong đây này. Để cho quý vị nhìn qua ngã tư đây nhá. Xe cộ. Đường xá nắng nôi không quý vị? Rất là nắng, nắng cháy hết cái làn da đen luôn, cháy đen hết cái làn da đen. Cái làn đường ở trong này ấy thì có cả xe buýt chạy trong này nữa rồi. Có cả xe buýt chạy trong này để nó đón và trả khách đấy. Cho nên là cũng lao nhau lắm. Ở bên cái khúc bên này Phú thấy là có vẻ nó không có thay đổi nhiều bằng bên phía bên kia. À, bên phía bên kia là building đồ này kia mọc lên san sát luôn. Bên này có vẻ là nó vẫn bình thường, không có thay đổi nhiều. Đấy, xe buýt bắt đầu là vào đón trả khách đấy. Rất là lao nhau. Các bạn nhìn này. Đấy, những cái chỗ này lại tranh thủ đổ rác thôi. Đấy. Cái chỗ này ấy là giống như kiểu là người ta làm thành một cái công viên quý vị. À, làm thành một công viên trong đây cho nó mát. À, tranh thủ đổ rác thôi. Khi mà chưa hoàn thành thì cứ tranh thủ đổ rác thôi. Mai mốt mà ví dụ như có công trình thì lại phải có thêm một cái đợt mà gọi là đi hót rác, dọn dẹp vệ sinh. Dọn dẹp xong rồi thì mới tiến hành là làm công trình mới được. Đấy, quý vị thấy này, như chỗ này là đẹp không? Đấy, cây xanh này mát không? Quá đẹp luôn, quá xá đẹp luôn. Cái đường ở này nó lắng nhăng xà bần hết. Ở trên trong lại có hai làn đường bên trong đây. À, quý vị nhìn này, hai làn đường trong này. Đó, hồi xưa là xe máy là chỉ có chạy cái làn đường nhỏ nhỏ như vậy thôi quý vị. À, giờ lại có hai làn đường ở trong đó. Tới đây là tới ngã tư Thủ Đức rồi quý vị ơi. À, ta đi thẳng đường này xuống ha. Đây, tới ngã tư Thủ Đức rồi. Xe máy là không có được lên cái cầu vượt quý vị nhé. Xe máy mà lên cầu vượt là ăn đòn ngay. Để xe buýt nó ra cho đi trước. Xe nhỏ là phải nhường xe lớn quý vị. Xe lớn không nhường xe nhỏ đâu. Rồi tới đây là chúng ta đến khu vực ngã tư Thủ Đức quý vị.
ngã tư Thủ Đức. Chúng ta chờ 50 giây đèn đỏ cho quý vị coi cái quang cảnh ngay chỗ ngã tư Thủ Đức nha. Đây là cầu vượt ở trên nè. Đấy. Giờ này chúng ta đi vào bên trong Thủ Đức này, quận Thủ Đức. Hướng này chúng ta đi về Đồng Nai, về Biên Hòa City. Còn mười mấy giây đèn đỏ nữa. Rồi đi thôi các vị ơi. Cũng không hiểu nổi cái làn đường ở chỗ này chạy cái kiểu gì nữa quý vị. Ở bên trong thì xe máy chạy bên trong, ở bên ngoài thì để bảng cấm. Bên ngoài này rõ ràng để bảng cấm mà lại xe máy lại cứ chạy ngoài này, không hiểu nổi quý vị. Mình thì đã hai lúa lên xì phố, khờ lên tỉnh rồi, chạy xe chạy léo nhéo này rất là nguy hiểm, lạng quẹng lại vẻ cho vỡ mồm. Mà công nhận đường ngoài này đẹp thật quý vị, đường cho xe máy chạy chán lắm, đường ngoài này rất là đẹp. Thôi kệ, người ta cũng đi nhiều mà, cho nên mình cũng đi luôn. Đấy quý vị thấy không, bên trong kia xe máy chạy trong đấy nhá. Rồi xe 4 bánh cũng chạy trong đấy nhá. Ở ngoài này xe 2 bánh cũng chạy mà xe 4 bánh cũng chạy. Chả biết đâu mà mò. Rõ ràng là ở đầu đường là thấy có bảng cấm rồi, vẫn cứ chạy vào làm sao không hiểu nổi. Thôi chạy luôn, chạy liều. Đường khá là đẹp. Đấy, quý vị thấy người ta qua mặt Phú vào vào luôn, tại vì Phú đang chạy tốc độ rất là chậm. Đó 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 đó. Có một chú rồi lên đấy là chú vả cho vỡ mồm ngay. Rồi, thôi chết rồi. Ở kia bắt rồi. Vòng vào thôi. Được ra. Hello quý vị, Phú vừa mới nói xong thì ở trên kia có một cái trạm chặn ở trên kia vẻ vỡ mồm quý vị. Phú vừa mới phải chui vào trong này xong, vừa mới chui vào trong lề này xong, quay ngược đầu lại chạy ngược chiều chạy ở trong này. Không biết là xuống dưới kia có bị vẻ vỡ mồm hay không, không biết. Thì thử chạy một đoạn coi xem sao quý vị, xem tình hình thế nào. Nếu mà bị vẻ thì chắc là sẽ phải quay lại. Cái này rất là nguy hiểm.
quý vị có thể thấy cái chốt ở bên kia rồi. Cái chốt bên kia vả cho vỡ mồm ngay. Ô may quá, chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Sắp vỡ mồm rồi. Chạy thôi quý vị ơi. Đấy. Không hiểu nổi làm sao. Wow. Mặc dù là Phú thấy là ở ngoài xe máy vẫn chạy bình thường quý vị ạ. Ô, quý vị có thể nhìn thấy kia kìa. Xe máy vẫn chạy bình thường. Nhưng mà lúc nãy thì lại có xe bị bắt. Cũng chả hiểu như thế nào quý vị. Không hiểu như thế nào. Thôi cứ chui vào bên trong cho nó an toàn. Chúng ta đến khu công nghệ cao quý vị. Khu công nghệ cao quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Làm mất vui quý vị. Đang đi một cái tour rất là đẹp, tự nhiên gặp chuyện không hay. Chờ cái đèn đỏ xíu quý vị nhé. Rồi đèn xanh rồi, chúng ta đi thôi. Thực sự là cái tuyến đường lúc nãy Phú cũng không hiểu nổi quý vị. Rõ ràng là ở ngoài là để bảng cấm không cho chạy, mà lại rất là nhiều xe chạy. Rồi lên trên thì bị hốt vô rất là đông. Rồi đến lúc mà Phú quay đầu ngược lại, Phú chạy vào bên trong á, thì lại cho qua. Không hiểu lý do vì sao. Thôi kệ, thoát được là may rồi quý vị ơi. Nói chung thoát được là may rồi, chứ không thôi là ăn vả vỡ mồm ngay. Bởi vậy cho nên là Phú nói là hai lúa lâu lâu lên xì phố, khờ lên tỉnh nguy hiểm lắm quý vị nhá. Khờ lên tỉnh là nguy hiểm lắm. Đi tới đây thì xe máy phải rẽ vào trong này quý vị, không được đi thẳng. Phải rẽ vào trong này rồi vòng ra ngoài kia, không được đi thẳng. Đi thẳng chỉ có xe lớn được đi thẳng thôi. Ở bên này quý vị có thể nhìn qua bên khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Đây, đi tới chỗ cua cong cong này, chúng ta sẽ vòng ra ngoài. Vòng ra ngay chỗ khu du lịch Suối Tiên và đi về Biên Hòa. Đấy, cua như thế này quý vị. Cua này đi ra. Quý vị mà chạy ra ngoài đường này ấy, là quý vị sẽ ra cầu An Sương á. Ra ngay chỗ ngã tư Linh Trung Linh Xuân. Còn về cầu Đồng Nai thì chúng ta ra đây. Thấy vậy không? Cái đường nó lung tung xà bần hết.
đường chạy láo nhéo hết. Đấy, cho vị coi này à. À, đường đi lăng nhăng hết, lăng nhăng xà bần hết. Đi không để ý là cái chỗ này là nó lung tung, là không quằn ra được luôn quý vị. Chui vào bên trong đó là nó rào hết lại rồi, không chui ra được. Là lại bị vả vỡ mồm ngay. Đấy, từ đây là chúng ta ra được ngay chỗ khu du lịch Suy Tiên này. À, quý vị thấy ngay chỗ này là khu du lịch Suy Tiên. Cho nên là khờ mà lên tỉnh là sợ lắm quý vị ạ. Dễ bị ăn vả lắm. Mà ăn vả là vỡ mồm ngay. Chứ không có phải là ăn vả mà ăn vả cảnh cáo đâu. Ăn vả là vỡ mồm luôn á. Đây nha quý vị nha, đây là khu du lịch Suy Tiên này. Kiềm cơ mỏng, kiềm cơ dài. Tới đây chúng ta lại tiếp tục cái hành trình đi về Biên Hòa thôi. Đấy, phải chạy xuống cái này. Làm cái đường ăn gian xuống cái khúc khu du lịch Suy Tiên này. Đó, chạy ra. Chạy chỗ này mà chạy không đúng là cũng ăn vả vỡ mồm luôn nha quý vị nha. Nói chung là đường xá ở đây chạy là phải chuẩn. Chạy là phải chuẩn, còn chạy mà không chuẩn là vỡ mồm là có thật nha quý vị nha. Đấy, đường xe này rộng rãi không? Quá rộng luôn, ngay chỗ cổng khu lịch. À, ngay cái chỗ này là chỗ người ta đang làm những cái làn đường ở đây này, chưa có xong này. Đường hầm, đường vượt rồi đủ thứ hết. Đấy, quý vị có thể thấy là những cái làn đường ở dưới kìa. Làm đủ thứ làn đường ở dưới hết. Đây, chỗ này có cái đèn đỏ. Chờ cái đèn đỏ mười mấy giây quý vị. Ai, cái đường nó lung tung hết. Rồi, chúng ta tiếp tục cái hành trình nha quý vị ơi. Nói chung á, là cái đường ở đây á, Phú cũng rất là khó quay cho quý vị xem được hết được toàn cảnh lắm. Bởi vì là cái xe máy á, nó phải đi vào bên trong cái làn đường quy định của nó, cho nên là không quay hết được. Đấy, chỉ quay như thế này thôi. Lại chờ đèn đỏ tiếp quý vị nhé. Lại chờ đèn đỏ tiếp. Đây quý vị nhìn này, cái chỗ này là nó có rất là nhiều cái làn đường. Đấy, ở phía dưới này là nó có cái đường hầm ấy. Rồi, đi tiếp quý vị nha.
chỗ này hàng cây xanh mát quá. Hàng cây xanh chỗ này rất là mát. Ở bên trong cái chỗ này là nghĩa trang liệt sĩ ở đây. Có một cái nghĩa trang liệt sĩ ở ngay khúc chỗ này. Lại đèn đỏ tiếp. Lại đèn đỏ tiếp quý vị. À, chúng ta chạy luôn. Đèn đỏ được chạy luôn. Đây là nghĩa trang liệt sĩ này quý vị. Nghĩa trang liệt sĩ ở đây. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Đây, chúng ta chạy thẳng tiếp cái đường này. Đấy, quý vị thấy không? Thấy xe nó từ dưới chui lên không? Đó là đường hầm á. Chỗ đó là có mấy làn đường ở dưới hầm luôn á. Đây, chúng ta đi thẳng tiếp cái đường này. Đi thẳng tiếp đường này đi về Biên Hòa. Đấy, cái đường tàu điện ở trên á, nó băng từ đường bên kia qua đường bên này. Nó làm cái nhà ga bên này. Đi lòng vòng hết. Chả hiểu đi làm sao. Rồi, ta lại tiếp tục cái đường này. Nói chung là nếu mà quý vị lâu lâu mới đi một lần ấy, thì cái hướng đường đi nó khá là phức tạp. Bởi vì nó không có đi thẳng mà nó cứ chạy lòng vòng. Chúng ta không để ý là nó sẽ đi là nó bị sai làn đường ngay. Mà sai làn đường là ăn vả vỡ mồm ngay. Nắng rất gắt quý vị. Bây giờ là khoảng có hơn 9 giờ sáng. Nắng rất là gắt. Rồi, chúng ta đến khu vực chỗ này là thuộc dốc Thiên Thu quý vị nhé. Dốc Thiên Thu. Chúng ta đang đổ dốc Thiên Thu. Đường chỗ này xấu lắm. Đường chỗ này cho quý vị coi nè. Đấy, đường rất là xấu. Đường ổ gà ổ voi không. Xe chạy như phi ngựa. Nhảy tưng. Khu chỗ này là toàn là gara xe cơ giới không à. Đường cực kỳ xấu luôn. À, các bạn nhìn này. Xe cơ giới không à? Khu này là chùm về xe cơ giới. Chỗ này là công viên văn hóa lịch sử. Bữa nào có dịp Phú sẽ đưa quý vị vào nó tham quan ha. Chỗ này ông nguyên một cái bãi đất trống luôn này. Đó.
chỗ này gần về tới Tân Vạn rồi quý vị ơi, sắp sửa đến Tân Vạn rồi, cầu Đồng Nai. Xe cơ giới quá trời. Quý vị xe nhà, xe quê hương xem video cho đỡ nhớ nhá. Những cái chỗ này thực sự là Phú không biết bình luận gì hơn nữa. Hãy cho quý vị coi lại cái đường xá ngoài này thôi, xem là bây giờ nó có thay đổi hay không. Xa lộ Biên Hòa. Đó, xe khách nó lấn vào bên trong. Chỗ này chúng ta đến ngã ba Tân Vạn nữa vậy ha. Ngã ba Tân Vạn, nếu mà quý vị muốn rẽ vào ngã ba Tân Vạn thì tới cầu Đồng Nai nó có một cái đường chui xuống gầm cầu. Quý vị chui xuống gầm cầu và quý vị vòng ngược lên thì quý vị có thể về ngã ba Tân Vạn. Còn đi thẳng cái này thì chúng ta sẽ đi cầu Đồng Nai. Quý vị thấy xe khách nó chạy, nó lấn hết đường vào đây luôn à. Không có đường xe máy chạy. Cái khúc chỗ này là cái khúc mà rất là nguy hiểm quý vị. Xe nó ra sợ lắm. Xe nó ra rất là sợ, mà đặc biệt là toàn xe lớn không mà. Xe mà toàn là quái vật nó không, chứ không phải là xe nhỏ đâu. Chạy chỗ này rất là nguy hiểm vô cùng. Hết sức cẩn thận. Đấy, bắt đầu đến cái giờ cao điểm rồi đó. Quý vị thấy xe này, xe nó qua cầu Đồng Nai là nhìn thấy sợ luôn. Cái hướng này là chúng ta đi qua cầu Đồng Nai và sẽ chạy trên cây cầu Đồng Nai cũ. Còn cái cầu Đồng Nai mới là nó nằm ở cái hướng mà từ Đồng Nai lên Sài Gòn á. Đường xá rất là phức tạp. Các bạn thấy không? Xe container rồi xe lớn này kia lấn hết đường. Chỗ này là cảng An Bình, cảng An Bình, Bình Dương. Bến cảng. Đi đến đầu cầu thì nó có một cái đường ở đây nè. Quý vị có thể thấy là xe nó đang chui xuống cái đường ở đây. Cái đường này quý vị chui xuống, nó sẽ vòng ngược qua bên đường bên kia để quý vị có thể qua đường được. Do là ở trên cầu nó không có chỗ qua đường, nên nếu quý vị muốn qua đường thì quý vị phải chui xuống cái đường này nhá. Đấy, muốn qua đường phải chui xuống cái đường này. Wow, cứng ngắc luôn rồi. Không thể chạy bậy được các bạn. Chạy bậy là vỡ mồm ngay, không thể chạy bậy được. Cái này phải hết sức cẩn thận. Đây cầu Đồng Nai cũ này các bạn. Chúng ta bắt đầu lên cầu nha.
chúng ta bắt đầu lên cầu. Cú sẽ cho quý vị thấy cái cảm giác mà ở trên cầu như thế nào. Đây, đây là dưới sông này quý vị. Dưới sông này quý vị thấy không? Sông hôm nay nước không có nhiều quá lắm, nước khá là trong xanh. Và trên cầu rất là nhiều xe. Phú xin nhắc lại, đây là cây cầu Đồng Nai cũ, đã có tuổi đời rất là cao. Còn cây cầu Đồng Nai mới ở bên kia, cái hướng đi về Sài Gòn. Cây cầu này khi mà ở trên cầu chúng ta sẽ có cảm giác là nó rung 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 rung. Cha, xe nó chạy lấn sợ luôn á. Lấn sát luôn quý vị. Thoáng rồi, chúng ta đi thôi. Đấy, có nhiều khi chẳng có chuyện gì cả quý vị. Giống như kiểu chạy xe lâu lâu muốn ngắm sông hay sao. Đang đứng ở trên giữa cầu, không lo chạy xe, cứ ngó tới ngó lui. Mà đằng trước rất là trống vắng vô cùng, chả có ai chịu chạy cả. Đến lúc mà qua được cái chỗ đông đấy rồi, thật sự là nhìn thấy rất là bực mình vô cùng quý vị. Chả có cái gì ấy mà cũng để kẹt xe. Mà lại là đang đứng ở trên giữa cầu nữa. Cây cầu thì đã là cây cầu có nhiều năm tuổi. Rồi, chúng ta vừa qua được cây cầu. Chúng ta đang đổ dốc xuống. Cái chỗ này là đổ dốc xuống ngã tư Vũng Tàu quý vị nhá. Đổ dốc xuống ngã tư Vũng Tàu. Đấy, quý vị thấy này, xe ghê không? Đấy, xe rất là kinh vô cùng. Thì tới ngã tư Vũng Tàu á, quý vị đi thẳng thì quý vị sẽ về ngã ba Hồ Nai, ngã ba Sạch. Quý vị rẽ tay phải thì quý vị đi Vũng Tàu. Quý vị rẽ tay trái, quý vị sẽ lên cầu An Hảo và đi về Cù Lao Phố quý vị nhá. Cũng đang kiếm chỗ nào để có thay cục pin cái máy quay. Chỗ này đường đông quá. Đường quá xa đông luôn. Rồi, lên đây luôn. Cái container này nó chiếm chỗ quá. Xe máy là chỉ có lên lề thôi quý vị nhá. Đây rồi, ta đã qua được cái chỗ kẹt xe. Quý vị muốn về ngã ba Hồ Nai thì quý vị lên cầu vượt. Quý vị muốn về ngã ba Hồ Nai, quý vị lên cầu vượt. Còn quý vị muốn đi Vũng Tàu hoặc là qua cầu An Hảo thì quý vị phải chạy ở dưới đây. Thì Phú sẽ qua cầu An Hảo vậy nhá. Mới chạy dưới đây qua cầu An Hảo. Đây, tôi chạy ở đây qua cầu An Hảo. Đây, lên đây qua cầu An Hảo quý vị ơi. Đây, lên tới đây chúng ta sẽ rẽ tay trái qua cầu An Hảo vậy nhá. Đây. Đây. Ở đây chúng ta qua cầu An Hảo. Rồi, thì từ nãy giờ Vũ đã đưa quý vị đi một đoạn đường từ cầu Sài Gòn về tới cầu Đồng Nai. Cái tour khá là dài. Bây giờ mỏi tay quá quý vị ơi, cầm máy quay mỏi tay quá rồi. Pin cũng gần hết rồi. Vũ sẽ tạm dừng cái video này đây để nghỉ một chút và thay cục pin. Thì hẹn gặp lại quý vị các bạn vào cái video tiếp theo nhé.